Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là Thực Tử Đường Phố đây. Rất vui gặp mọi người, chúc mọi người thật thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thì hay nhớ like, subscribe, chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để chuông thông báo nhận video mới từ mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Khi bắt đầu video này thì chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nha. Ăn cơm ngon miệng và xem video mình thích vui vẻ thoải mái nhất. Cảm ơn bạn. Đó thì anh em đọc tiêu đề biết rồi. Thì mình có ra bán một ạc anh em nhá. Con hàng này VIP 4 level 80 anh em, hiện giờ không có một cái bảng xếp hạng nào ở server này hết. Vì đây server 131 anh em, một server khá là cũ, nhưng mà con hàng này chỉ có bán anh em nào hứng thú mới chơi thôi. Anh ngoài ra có bị dính mai nha anh em nhá. Còn đâu quả có thể giao mai. Đó. Này túi đồ của nó anh em, mình chỉ điểm qua những cái hot ở con hàng này và mình sẽ báo giá luôn. 365 phố mắc cấp cao, một thứ mà bây giờ rất là khó kiếm ở bất kể server hay sự kiện nào anh em. Đó. Ở nàng này ngon nhất là cái phụ kiện anh em. Đây, còn 115 cái DNA nữa. Team Bet thì đang lên được một chọn, lên được ngay chầu Red rồi nha anh em nha. Đây, đã có Red rồi này. Đây, 100% luôn. Team Hồn, Át Khỉ, Thô Rớt viện trợ luôn rồi anh em. Đó, anh em thì xem qua. Đó, anh em thì nhìn qua thấy con nào cũng khá là ổn. Giá bạn chuột đưa ra là 200k thẻ nha anh em nha. Skin học ra ngon, mặc đã 7 rồi. Phụ kiện anh em thấy dư giả luôn. Đó. Con hàng này bán với giá 200k anh em nhá. Thôi giờ thì chúng ta sẽ trở về ạc chính của mình anh em. Đấy, trở về con ạc của mình nha anh em. Đấy, sáng nay vừa sắm cho cái bộ fashion mới anh em, nhìn khá là cute. Mình rất thích bộ fashion này, nó đẹp anh em. Đấy, trưa nay thì tính nhân máu ít vào game nhưng mà ngoặt đi ngoặt lại thì này hết kim cương rồi anh em. Đã quên hết tiền rồi, thế là chưa có tiền làm game được. Đã chưa có tiền làm game thì thôi chúng ta tranh thủ làm tí nhiệm vụ rồi anh em. Đấy, trưa nay thì đầu tiên mình sẽ đi tải luyện võ đài một tí đấy nha. Nhận về. Đi tải luyện cái võ đài một tí đấy anh em. Quên. Cứ vào lại ra. Xem nào, hẹn nữa. Nhìn luôn. Chúng ta sẽ vào tài luyện qua dòng speed đi. Speed có hai cái ngon này, dễ tẩy. Một phát. Úi dồi. Nói dễ tẩy chứ cũng khó nhai lắm anh em. Ô, một phát mát ngay là một bên rồi, thế là ngon. Giờ chỉ cái bên này lên điểm ngang ngang cơ cái là lên tím ngay. Cũng chưa lên à? Chưa lên à? Lên tím chưa? Mình sẽ tập trung vào speed nhiều ở dòng này nha anh em. Ui giời, toàn gần mát dòng này dễ tẩy nhỉ. Ui giời, mát dòng lên cam luôn. Đấy, cộng nhẹ cũng vài trăm điểm speed anh em. Đấy, cộng nhẹ vài trăm điểm speed, 118 điểm speed cho tất cả các bet. Đấy, cũng khá là ổn rồi. Giờ chúng ta sẽ vào đi đấu tram tí nha anh em nha. Đấy, với tổng lực chiến là 3.3 triệu. Đấy, rất là nhiều anh em hỏi mình là sao không build át khỉ khỏe lên. Bởi vì trong server mình team hồn nó khá là khỏe nên mình không dám build át khỉ lên anh em. Đấy, còn đâu át khỉ thì mình vẫn cho đi với cái cháu cô ba đây anh em. Rất nhiều anh em bảo là sao cho đi cô với cô ba thì mình cho đi với cô ba mà không có bắt cho đi một mình đâu. Đấy, cũng gần lên cấp 75 rồi anh em. Hôm nay nữa là lên cấp 75. Mở viện trợ thì vẫn chưa đâu vào đâu anh em. Viện trợ giờ thân mật mới có được 67. Thôi bỏ đi, chúng ta bắt đầu thi đấu các trận tram nha anh em nhá. Đấy, bữa ngồi lên tí lên 700 điểm, hôm nay lại rớt xuống 640 rồi anh em. Hôm sau này đánh nó lên đỉnh điểm tí. Trận đầu tiên nào. Trận này để auto cũng được anh em. Win. Ừ,
Trận tiếp theo vẫn gặp Mikinh à. Auto cho đánh luôn anh em. Chả chịu thua. Thích mấy bác nhanh như này đấy. Tiếp tục trận tiếp theo anh em. Trận thứ hai. Anh em mong sao ăn 300 điểm ngoi lên hơn 800 điểm đi. Bữa giờ cứ đứng dưới top chán quá. Úi, lại vừa nói xong. Vừa nói xong lại hết hứng rồi anh em. Vừa nói cái gặp ngài nhảy thì vớ mồm. Chiều này chịu thua cho nhanh anh em. Rồi mình đang nghe bảo vụ ở bên server 643 đang có kích nạp nha anh em nha. Đấy, 643 đang có kích nạp. Bạn chủ vui bên này nhắn tin với mình kêu kích nạp ghê lắm, cày một ngày mà đang ở level 7 mấy mà ngày vẫn cày lên được 3-4 cấp mà kinh khủng. Chơi kiểu đấy sao mà đua được, game nó cứ như này sao mà anh em chơi thoải mái được giờ. Cụm mới vừa mới mở này không biết top 100 cụm đầu lần này liệu có là anh em chơi không hay là lại đánh với máy nữa khổ. Đồ một bác này 340 à. À 3,4 triệu. Biết có ngang cơ không hả? PR nên là vớ mồm. Mình chỉ ở nhất là PR đây anh em. Anh chà. APK. APK thì cũng ổn anh em. Nhảy nhụa nhai vẫn được. Xuân Cun vào đây mà không đóng băng thì cha rắc mình sẽ đánh chết Xuân Cun luôn. Mình thì mình nhắm móc PK trước. Nào đánh như nào. Biết ngay mà nó sẽ bị đóng băng mà. Nào giật điện con Zyka, nó sẽ giật điện con này của mình này. Cá luôn. Kiểu gì kiểu chả vậy. Đau quá. Át khỉ vá đau quá. Nào lên Aesir. Đánh thường nhẹ cái. Đấy, tìm bạn sống được qua kỳ này thì lần sau thì còn đỡ, không thì thôi. Ta đến với trận đấu tiếp theo anh em. Team này 1 triệu luôn à. Đấy, team sau 1,1 triệu. Chơi luôn team. Thôi khỏi anh em. Mình cũng đang tính chuyển con thần điện lên nhá. Lên đi theo team kiểu team 3 này cho nó đi bút bô thế cho lập tức. Trời. Đúng bài anh em. Đúng bài luôn, gặp Atfinger đúng bài luôn. Đấy, đấm vớ mồm ra. Úi xồi ôi. Mới đấm nhẹ con cái đã thấy há mồm ra rồi. Chết thôi. Chết thôi. Cho ulti luôn anh em. Ô làm quả one hit luôn ác khỉ mình thì cớm nhầy. Rồi duy trì tấn công nào. Duy trì tấn công coi. Lúc này mà sẽ giảm speed của ác khỉ xuống. Mình tưởng ulti. Không ulti à. Tiếp đến con này. Con kia để đây cho nó nhởn nhơ tí anh em. Đấm chết GG luôn. Đấy, dám làm tổn thương ad finger của mình. Một kill nữa tăng lại speed. Cô bà này móc cho nhẹ cái. Đấy ulti đi. Ulti được ulti luôn đi. Có ulti thì lần sau cũng nằm xuống thôi chứ làm cái gì đâu mà. Đấy, có ulti thì cũng nằm xuống thôi. Mình sẽ để đấy cho em cô ba mấy cái máy đánh. Giờ sẽ đấm em này. Một đấm. Có át khi đánh nó sướng hẳn ngay anh em. Đấm phát một đi cả đám. Thích đấm hơn anh em. Thích đấm hơn. Đấy, đấm bằng chết thì thôi. Có át khi để cầm cái cô ba đấm vẫn sướng anh em. Phê. Thôi nói chung buồn quá. Mình đang có 1-2 con ạc top khá cao cao. Anh em nào cảm thấy nhắm mua được con giá thì cứ bê Facebook trực tiếp với mình sẽ gửi ảnh các thứ cho xem. Mình nói chứ là giá không mềm nha anh em nha. Mấy con ạc anh em nghe ạc top anh biết giá cao thế nào rồi. Thế nên là
anh em nào có hứng thú thì thử thì cứ IB Facebook với mình. Đấy, anh em thương lượng được thì mình ra bán cho anh em một vài con đang cần tiền đầu tư game nên là sẽ ra bán nhá. Đó, có gì anh em IB Facebook mình cảm ơn. Đối thủ chịu thua rồi. Tiếp tục chịu thua anh em, đến trận tiếp theo. Lên được 700 điểm chưa? Chưa à? 700 điểm nào. Rồi, quả này được 700 điểm rồi anh em. Nhạc nó đang bị nối anh em thông cảm nhá. Ra trận nào. Ai chả, trận đầu tiên căng đây. Đóng băng nhẹ cái. Ấy chết thổi phát nào. Ui, căng rồi anh em. Căng rồi, quả này căng rồi. Ôi, căng cực độ luôn. Nó căng chưa bao giờ được căng luôn. Biến hình ấy chết luôn à, thổ nham cái. Ô, đau. Bị phản đam anh em. Còn gì đau hơn khi mình bị đánh phản đam rồi đấy. Bực mình ghê. Phản đam rồi. Quất lần 2. Rồi quất mây. Ui trời ơi. Còn phát nữa thôi là hết. Lại có nhạc lại nha mọi người. Nó bị lối với nhạc miết. Phát quất cuối cùng của Aesop đây. Đấy, dành tặng cho hai bạn này. Một phát, ai chà, con này khỏe gớm nhè. Nằm xuống ngay. Ta đến với trận tiếp theo. 200 điểm được chiến rồi à. Ô. Căng, trận này căng đấy anh em. Căng. Vậy là lại nhoi lên được 700 điểm rồi anh em. Không biết nào hôm nay có nhoi 800 điểm không đây. Trông chờ quá. Cái nhoi này người bị đánh xuống này cũng buồn anh em. Nên là 700-800 điểm chơi cho sướng. Úi giời ơi. Vừa lên đường lại xuống này thôi chứ còn gì bằng. Chịu thua cho nó lành. Cứ chờ đấy, mấy bữa nữa mình còn lên được chiến nữa rồi còn nói chuyện nữa. Tiếp tục. Chúng ta còn 4 trận nữa à. Đấy. Gặp mấy bạn nhỉ, có phải vui hơn không anh em? Trận đầu tiên. Chịu thua. Ta đến với trận thứ hai anh em. Wow, 1.1 luôn. Trận này chẳng chịu thua đâu này. Ta PR này. À, phải PR Aesop à? Mới về à? Có đánh không biết? Đánh nhờ? Đánh gì đánh, sợ gì? Thôi chịu thua cho lành anh em. Ta đến với team 3 luôn. Chơi trận 3 sướng. Đấy. Tớ mất công, bạn ấy không chịu thua. Thì hắn nhảy cho bạn ấy có khả năng chịu thua.
ngục nhẹ cái. Con nào bị đánh, con nào bị đánh đấm, đấm cho sướng anh em. Nãy còn tưởng không chịu thua nữa, nhìn thấy thế rồi còn không chịu thua nó không biết nào nữa. Lại nhoi lên được 710 anh em. Chút tình thì đấu trang bữa nay là cứ lên xuống thất thường lắm. 3.3 triệu, trận này đấu găng tay này. 1 lên 2 xuống đây anh em. Cũng biết là đào đâu ra kim cương giờ đây. Đóng băng nhẹ cái đôi bạn lại. Rồi tội quá. Để móc tròn rồng này cái anh em đỡ khỏi tín bị nó móc lại. Nào keo đem thì bút cái khiên lên. Cho keo đeo bút cái khiên lên cho khỏe tim. Keo đeo chắc chắn cho bút cái khiên lên này. Đó mình biết ngay mà. Đoán ngay được là bạn ấy sẽ bút cái khiên lên cho đến luôn. Vì đó là mình cũng sẽ bút khiên lên anh em, chứ không phải nói hay. Điều tất nhiên rồi, không thể nào né được. Có mà không sử dụng mới gọi là ngốc anh em. Đó. Nói chung là cứ chịu được 3 đánh của Aces rồi chúng ta tính tiếp vậy. Ơ đù, đã có viện trợ rồi anh em. Viện trợ ngon là hoàng nha. Không đùa đâu. Đành phải hạ đối thủ nhanh thôi. Đành phải vận tốc lên anh em. Đành phải vận tốc lên. Có ai đó mò mồi. Hút đơn thể. Có xạ cứu hút đơn thể không? Biết ngay là sẽ là hút đơn thể để tí giả lại 200% sát thương. Dù chả gặp team đánh độc này cũng khá đau răng đấy nhỉ. Chù chả mất máu quả này chắc đi quá anh em. Mẹ phải chịu thua trận này sao? Bực mình ghê nhỉ. Lánh này còn nhây nữa chứ anh em. Bực mình không? Bút kia lên. À, cho ấy bút lên. Rồi ok. Ây sớt. Cung tiêm rồng đi. Quả này thua trận này chắc thua thật rồi anh em. Ôi, chịu thua cho nó lành, thằng nào cũng thua anh em. Ui giời, 1.1 triệu à. PR nữa đau không? Tiếp tục thôi. Nói chung quả này là mình ngu, mình đánh em hạ độc trước, mình cũng quên mất đi nhầm vào em rồng trước anh em. Thì này móc con hạ độc của bạn thì đi trước là đảm bảo mình trận này mình win rồi. À, nó rớt xuống 695 điểm. Mong sao nó gạt được ở 2 trận cuối này. Ush, hết điểm. Buồn ghê. Đánh tram mà buồn chết người anh em ơi. Đánh tram đánh xong chán lắm, chả buồn đánh nữa luôn á. Nản hết cả tinh thần ý chí. Còn chưa kể nghe cái vụ mà kích lạp được các thứ. Có thêm AD cày trong cụm server mới là nghe nản hết luôn, chả muốn chơi game nữa anh em. Chịu thua. Cuối gặp được mấy bố cái này nữa thôi, nhưng trận sau gặp một bố này nữa thì hết điểm anh em. Vừa ngon ngon lên 700 lại rớt xuống đáy. Chúng ta còn một trận cuối cùng.
không muốn đánh nữa luôn anh em, sự rất là buồn, không muốn đánh nữa luôn. Bắt trận thắng hay thắng, thua là hết trận thôi. Bắt trận luôn cho thắng cho xong anh em. Trận đầu tiên. Một phát win luôn anh em. Trận thứ hai. Cùng win lốt. Chắc đối thủ chịu thua anh em, level 80 á. Ngon, lập tức tìm người này ngon. Đánh gái. Ok. Đấy, xong hồi thi đấu lại được về 700 điểm tram anh em. Rồi video này chắc cũng kết thúc đây thôi. Có gì hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye, chúc mọi người chơi vui vẻ nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.